Super Bowl là giải bóng bầu dục quốc gia tại Mỹ, một trong những sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất của truyền hình quốc gia với hơn 100 triệu người xem mỗi năm. Bên cạnh thể thao, sự kiện Super Bowl được coi là mỏ vàng của ngành quảng cáo bởi giá trị thương mại khổng lồ mà giải đấu đem lại. Dunkin' The Dunkin's FT Ben Affleck, Matt Damon, Tom Brady, Jack Harlow, Jennifer Lopez và Fat Joe. Agency, Artist Equity Đứng ở vị trí đầu bảng là sự kết hợp giữa diễn viên đa năng Ben Affleck và thương hiệu cà phê bánh ngọt nổi tiếng tại Mỹ, Dunkin' Donuts. Năm nay, thay Dunkin' xuất hiện với bộ ba Ben Affleck, đồng nghiệp Matt Damon và huyền thoại thể thao Tom Brady trong bộ đồng phục hồng cam nổi trội. Nhóm nhạc này đã trình làng ca khúc nhạc pop nổi tiếng John Dunk -Away At Admi hớt tôn vinh thương hiệu cà phê được yêu thích của Boston. Ngay sau khi quảng cáo Super Bowl của Affleck được phát sóng, chuỗi Dunkin' Donuts đã lập tức tung ra thực đơn The Dunkin's, bao gồm đồ uống riêng của Affleck và Dunkin's Munchkin Skewers. Đi đôi với thực đơn thú vị, bộ đồ thể thao và mũ lông xù của The Dunkin's cũng sẽ có sẵn để đặt hàng trên sốt dunkin.com. Beyoncé s k Broken Agency, Ogilvy, Verizon, một công ty cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Hoa Kỳ, đã chọn Beyoncé cho quảng cáo lần này tại sân chơi lớn Super Bowl. Với lượng người hâm mộ khủng, sự xuất hiện của kỷ lục ra phá đảo của giải Grammy, Beyoncé đã tạo ấn tượng khi cô cố gắng đánh sập dịch vụ mạng internet của Verizon. Trong video một phút này, Tony Hale thách thức Beyoncé phá sập dịch vụ internet 5G của Verizon. Chấp nhận thách thức, Beyoncé tổ chức một quầy bán nước chanh, chơi saxophone, giới thiệu công nghệ Beyoncé AI của mình, đóng vai như bà bei nhại lại Barbie và thậm chí tuyên bố ứng cử vào Beyoncé của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực, cô vẫn không thể đánh bại khả năng cung cấp năng lượng cho điện thoại từ phía Verizon. Video quảng cáo nhấn mạnh sức mạnh và độ ổn định của dịch vụ Internet 5G của Verizon. Trên hết, cơn sốt người hâm mộ gây ra bởi dòng cuối cùng của quảng cáo, OK, họ đã sẵn sàng, tung nhạc mới đi. Đây là một động thái ngoạn mục của Verizon beyonce khi đã tung ra hai bài hát mới trong cùng đêm đó là Texas Em và 16 Carrier KDB 10NIX Cosmetics, Agency, McCann, sự hợp tác giữa KDB và NIX Cosmetics được hỗ trợ bởi Agency Macan đã nổi bật trong mùa quảng cáo Super Bowl. Quảng cáo được phát sóng ở 10 thị trường hàng đầu trong khu vực và trên toàn quốc, đặc biệt đưa yếu tố hài hước lên hàng đầu. KDB đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của quảng cáo, truyền tải vào đó sự kết hợp giữa tính cách vui vẻ và gợi cảm của cô ấy. Sự nhầm lẫn đáng yêu của phái mạnh về việc sử dụng son bóng căng mọng NIX đã tạo ra ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Mặc dù, đó cũng chính là yếu tố khiến MV bị hạn chế một phần nội dung trong lượt phát sóng tại Super Bowl. Tuy nhiên, chính những lời ám chỉ đỉnh cao và lối diễn hài hước của KDB đã nâng quảng cáo lên một tầm cao mới, khiến nó trở nên đáng nhớ và thu hút sự chú ý. Sự hợp tác này đã mang đến bầu không khí táo bạo và độc đáo cho bối cảnh quảng cáo một cách hiệu quả, khiến NIX Cosmetics trở nên khác biệt trong Super Bowl. Christopher Walken 10BMWFT User Agency Woodby Silverstone và Partner. Tankin Like Wagon là dự án quảng cáo độc đáo của BMW kép tại Super Bowl 2024 với sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Christopher Wagon. Ông xuất hiện để giới thiệu BMW kép 5 Series thế hệ thứ 8 và mô hình xe điện đầu tiên của hãng BMW kép i5. Quảng cáo nổi bật với câu chuyện về sự bắt trước, từ nhân viên đậu xe đến thợ may, nghệ sĩ trang điểm và người phục vụ cà phê. Tất cả đều muốn nói giống giọng mũi trầm và ngữ điệu độc đáo của Christopher Walken, Aubrey Plaza 10MTN Deal, Agency, Goodby Silverstein và Partner. Cuối cùng, để tạo nên dấu ấn kỷ niệm 20 năm ra mắt sản phẩm Mountain Dew Baja Blast, đồ uống phổ biến từng bán độc quyền tại Taco Bell sẽ được bán tại các cửa hàng khác trên toàn quốc trong tháng 2 năm 2024. Thương hiệu nước ngọt có ga Mountain Dew đã chọn Aubrey Plaza để gửi gắm thông điệp quảng cáo tại sự kiện Super Bowl LVII. Cầm chai nước ngọt Baja Blast trong tay khi đang cưỡi một con rồng, Aubrey Plaza khẳng định tôi có thể vui chơi bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Câu nói ấy như một lời thông báo về việc mở rộng thị trường của nhãn hàng trong sự kiện lần này. Khẩu hiệu Having a Blast liên tục được nhắc lại trong quảng cáo, có thể hiểu là có một trải nghiệm đặc biệt hoặc tận hưởng một khoảnh khắc hào hứng. Có lẽ đây không phải là một chiến lược mới trong lĩnh vực quảng cáo. Tuy nhiên, khi đặt vào ngữ cảnh của một sự kiện hàng trăm triệu người xem, cùng đồng lòng nhớ đến tên sản phẩm thì hiệu ứng mà nó đem lại thực sự là một điều kỳ diệu. Một mẫu số chung cho tất cả năm quảng cáo trên là sự hợp tác giữa nhãn hàng và người nổi tiếng. Tuy nhiên, đó chưa phải tất cả. Mấu chốt để một quảng cáo nổi bật trong rất nhiều những quảng cáo khác trong bối cảnh giải đấu Super Bowl LVII 2024 là sự ấn tượng video quảng cáo với thời lượng ngắn chỉ từ 30 giây đến 1 phút. Vì thế, cả năm quảng cáo trên đều gây ấn tượng cho khán giả ngay từ những giây đầu tiên bằng sự xuất hiện của nhân vật chính và những sự kiện liên tiếp xảy ra. Tính thời điểm, bên cạnh những tính toán về chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra trong video quảng cáo, The Dunkings, MTN Deal hay Verizon đều có sự tính toán trong việc tung ra sản phẩm để tối đa tính thương mại và xu hướng mạng. Tính hài hước, cả năm quảng cáo trên đều mang yếu tố hài hước, lạc quan với tiết tấu nhanh. Điều này phù hợp với không khí và tinh thần của một giải đấu lớn như Super Bowl. Thông điệp rõ ràng, giá trị cho một video quảng cáo chính là sức truyền tải thông điệp của nhãn hàng tới khán giả. Mờ thanh, hình ảnh và lời thoại đều là công cụ để nhà sản xuất đưa ra thông điệp cho chiến dịch quảng cáo. Một thông điệp rõ ràng khiến khán giả dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ.